chào các bạn, hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với các bạn một cái vấn đề liên quan đến cái lỗi của máy chiếu mà trong thời gian gần đây đã xảy ra rất là nhiều tranh cãi giữa khách hàng và bên hãng Panasonic cũng như là một số cái hãng máy chiếu khác. Đó là cái việc mà trong quá trình sử dụng một cái dòng máy, nó là VX420, 425 hoặc là VX350, nó xảy ra cái hiện tượng là nó bị cháy cái ống, cháy cái nóc phía đằng trước của cái ống len, thứ hai chúng ta hay còn gọi là cái ống kính. Ở đây các bạn thấy được là cái ống len bình thường đó là nó không bị cháy, nó trong veo như vậy này đó, nhưng mà hiện tại cái máy này đã bị cháy rồi. Thì các bạn có thể thấy được rất là rõ, nếu mà trường hợp nó cháy như này về là thì cái hình ảnh chiếu ra nó sẽ không còn như bình thường nữa, sẽ bị mờ đi rất là nhiều. Vậy thì nguyên nhân tại đâu và cách khắc phục như thế nào, và lỗi này là do người sử dụng hay là do máy chiếu tự nhiên nó bị lỗi, thì hôm nay tôi cùng các bạn sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Như các bạn đã biết thì một cái máy chiếu thông thường được cấu tạo bởi rất là nhiều các bộ phận, trong đó ống len là một trong những bộ phận quan trọng. Ống len có tác dụng là giúp chúng ta chỉnh lấy nét, tức là chỉnh focus và chỉnh zoom, hay còn gọi là chỉnh lớn nhỏ. Thì thường thường là ống len nó chỉ có tính năng như thế thôi, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì thường thường ống len là một trong những bộ phận mà nó chịu cái nhiệt độ khá cao từ cái bóng đèn phát ra. Do đó là những cái kính mà và những cái bộ phận được thiết kế để tạo nên cái ống len này thì đảm bảo phải được chịu được các cái nhiệt độ khá là cao để đảm bảo cái độ bền của máy có thể hoạt động liên tục được. Và tùy từng loại máy và tùy từng hãng mà có những cái thiết kế và những cái nguyên vật liệu để tạo nên những cái ống len có chất liệu nó khác nhau. Nhưng mà thông thường thì các cái bộ phận bao gồm là các cái thấu kính từ phía bên trong ra bên ngoài thì thông thường nó được làm bởi hai cái chất liệu, đó là chất liệu bằng thủy tinh hoặc là chất liệu bằng nhựa. Thì thông thường thì chất liệu bằng thủy tinh thì cái khả năng nó chịu nhiệt độ cao tốt hơn, và những cái kính mà được thiết kế cái độ dày hơn thì nó sẽ chịu nhiệt độ tốt hơn là những cái kính hoặc là những bộ phận được thiết kế mỏng hơn. Và trong cái trường hợp này, trong trường hợp như tôi đã giới thiệu với các bạn ngay từ ban đầu, thì đối với cái dòng máy Panasonic này, ở đây tôi đang giới thiệu là cái máy Panasonic VX420 PTVX420 đó, thì các bạn có thể thấy rằng là nó cháy phía bên ngoài, cháy từ phía bên ngoài đó, chứ bên trong cái phía bên trong này nó không, gần như không bị cháy đó. Thì nguyên nhân tại đâu thì phần lớn nguyên nhân là do trong quá trình sử dụng thì chúng ta, trong quá trình máy đang hoạt động thì chúng ta vô tình chúng ta che, hoặc là chúng ta sử dụng một cái vật gì đó chúng ta đẩy trước trong kính này, làm cho cái ánh sáng nó bị cản ngược lại, ánh sáng nó chiếu ra nó bị cản ngược lại và nó sẽ tạo thành một cái vùng nhiệt độ rất là cao ở ngay cái vị trí nắp ngoài của cái ống len này. Thì trong trường hợp đó thì nó, cái ống len này nó bị chịu một cái nhiệt độ rất là cao, do đó nó xảy ra cái hiện tượng là nó bị cháy và nó queo lại đó. Thì trong trường hợp này thì chắc chắn rằng là cái lỗi này là thông thường là do người sử dụng, cho nên là hãng Panasonic sẽ từ chối bảo hành cái trường hợp này. Còn trong một số trường hợp mà các bạn chứng minh được là nó cháy từ bên trong, tức là cái phần đây là cái phần phía bên trong này, tức là phần phía bên trong thì nó giáp với lại cái khối lăng kính, khối LCD á, thì nếu mà trường hợp mà các bạn chứng minh được hoặc là bên hãng người ta chứng minh được là nó cháy từ phía bên trong này, cháy ra là do nhiệt độ hoặc là do những cái lỗi bên trong này nó gây ra, cháy từ bên trong ra bên ngoài, thì trong trường hợp này chúng ta có thể được bảo hành. Còn cái trường hợp tôi giới thiệu với các bạn ở đây là trường hợp mà gần như là gặp rất là nhiều và phổ biến trên thị trường và gần như là không được bảo hành đó. Và như vậy thì từ đây chúng ta rút ra được một cái kinh nghiệm rằng là đối với hầu hết những cái dòng máy chiếu mà có cái ống len mà cái nắp đằng trước nó được thiết kế bằng nắp nhựa, thì trong quá trình sử dụng thì chúng ta phải hết sức lưu ý là chúng ta, khi chúng ta tắt máy hoàn toàn thì chúng ta mới được đẩy nắp, tắt máy hoàn toàn mới được đẩy nắp, hoặc là trong quá trình mà máy đang hoạt động thì chúng ta không có được phép che lại như vậy. Và đây là cái hình ảnh chiếu ra từ cái máy bị cháy cái ống len nha các bạn. Thì cái hình ảnh ngay cái vị trí giữa này, các bạn thấy ngay cái vị trí giữa này là nó không còn hiển thị nữa, do cái ống len này nó cháy nó quá nặng rồi. Đó, cho dù là chúng ta cố tình chúng ta zoom hoặc là focus như thế nào đi chăng nữa thì những hình ảnh nó vẫn không hiển thị được. Mặc dù là những cái khu vực xung quanh hoặc là phía bên thì nó vẫn hiển thị rất là tốt, màu lên rất là đều, nhưng ngay cái vị trí nó bị cháy thì nó gần như nó không hiển thị được.
Và như vậy hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn một cái thông tin cũng như là những cái kinh nghiệm trong quá trình chúng ta sử dụng và bảo quản một số cái máy chiếu, nhất là hay gặp ở trên các cái dòng Panasonic VX420, VVX350, VVX353N và VX425N. Đó là những cái dòng máy chiếu mà có cường độ sáng cao. Để biết thêm các cái thông tin cũng như là thủ thuật, các bạn truy cập trang web là vntc.net. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.